Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về hóa đơn và các cái chỉ tiêu trên hóa đơn giá trị gia tăng. Thì thông tin đầu tiên mà các bạn cần chú ý đó là tên hóa đơn. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng thì tên của nó là hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu mà hóa đơn dùng trong bán hàng thì trên này sẽ ghi là hóa đơn bán hàng. Chỉ tiêu tiếp theo là mẫu số hóa đơn. Chỉ tiêu tiếp theo là mẫu số hóa đơn. Mẫu số hóa đơn là thể hiện là thông tin của hóa đơn. Cái 01GTKT là ký hiệu của hóa đơn. Đây là ký hiệu của loại hóa đơn giá trị gia tăng. Nếu là hóa đơn bán hàng thì ký hiệu là 02GTKT. Còn số 3 ở đây là thể hiện là số niên của hóa đơn. Còn 001 là thể hiện là số thứ tự của mẫu hóa đơn. Ví dụ khi mà chúng ta in hóa đơn này lần đầu tiên thì được ghi là 001. Và sau khi sử dụng hết cái số hóa đơn in lần đầu tiên đấy, các bạn tiến hành in lần 2 thì nó sẽ là 002. Còn cái ký hiệu hóa đơn này thì thể hiện các cái thông tin gì? Cái MK này là ký hiệu của doanh nghiệp, viết tắt tên của doanh nghiệp. Còn cái 11P này là năm in hóa đơn, năm 2011. Còn chữ P này là thể hiện hình thức in hóa đơn, đặt in thì là chữ P, mà tự in là chữ T. Và hóa đơn điện tử sẽ là chữ E. Chi tiết tiếp theo là số hóa đơn. Thì một số của hóa đơn thì có 7 chữ số. Nó là một số tự nhiên bao gồm 7 chữ số. Và không bắt buộc là tờ đầu tiên là phải đánh số là 001, có thể là 1000 là tờ đầu tiên cũng được. Chi tiết tiếp theo là ngày tháng năm. Ngày tháng năm phải đúng thời điểm nhập hóa đơn. Nếu sai thời điểm nhập hóa đơn thì sẽ bị phạt. Tiếp theo là thông tin của người bán, tên đơn vị, mã số thuế và địa chỉ. Các chỉ tiêu này khi in hóa đơn thì đã được in sẵn trên hóa đơn rồi. Và cái này bắt buộc phải có ở trên hóa đơn. Số tài khoản thì không phải là thông tin bắt buộc nên là nếu có thì sẽ điền vào, không có thì thôi. Và nếu không có thì chúng ta gạch chéo. Chỉ tiêu tiếp theo là thông tin của bên mua. Tên người mua, tên công ty, địa chỉ và mã số thuế. Nếu khách hàng là một công ty, là một pháp nhân thì ghi tên người mua hàng vào chỉ tiêu người mua hàng. Còn trường hợp là bán hàng qua điện thoại, qua fax, qua email thì phần người mua hàng ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua fax hoặc qua email, không được bỏ trống cái chỉ tiêu này. Còn nếu khách hàng là cá nhân thì phần tên người mua các bạn ghi tên của người mua, là ghi tên của người mua vào. Chỉ tiêu tên công ty thì không được ghi vào này, ghi địa chỉ của người mua vào này, mã số thuế thì nếu có thì ghi, không có thì thôi. Cái chỗ tên tên đơn vị thì các bạn cần phải gạch chéo. Phần mã số thuế là mã số thuế thu nhập cá nhân. Nếu không có mã số thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta gạch chéo. Trường hợp người mua không lấy hóa đơn thì thông tin người mua hàng tại chỗ dòng tên người mua hàng thì ghi là người mua không lấy hóa đơn. Các thông tin còn lại thì gạch chéo. Trường hợp mà khách hàng có 10 chữ số, mã số thuế có 10 chữ số chẳng hạn thì ta sẽ ghi là 10 chữ số ở 10 ô đầu tiên, còn các ô còn lại ta gạch chéo. Chúng ta sẽ phải gạch chéo từng ô một. Một hình thức thanh toán thì không phải là thông tin bắt buộc, đây chỉ là hình thức thanh toán dự trù giữa hai bên. Ở đây nếu mà là tiền mặt thì là TM, mà nếu mà chuyển khoản thì là CK. Nếu mà chưa rõ hình thức chuyển khoản hoặc là tiền mặt thì ghi là TM xuộc CK. Nếu trên hóa đơn mà ghi là TM tức là tiền mặt mà sau này thanh toán bằng chuyển khoản thì cũng không sao cả. Chú ý là cái chứng từ thanh toán mới là căn cứ để hạch toán ghi sổ. Ngược lại, nếu mà trên hóa đơn ghi là CK tức là chuyển khoản mà sau này thanh toán bằng tiền mặt thì cũng không sao cả. Một tên hàng hóa dịch vụ thì căn cứ vào hợp đồng kinh tế, thỏa thuận giữa hai bên. Tức là nếu mà trong hợp đồng kinh tế hai bên giao dịch mặt hàng A nhưng mà chúng ta không được ghi vào đây là mặt hàng B được. Mục tiếp theo là đơn vị tính. Đơn vị tính thì phải nhất quán giữa mua và bán. Ví dụ mua vào là cái thì bán ra cũng phải ghi là cái, mà mua vào là chiếc thì ghi bán ra cũng phải ghi là chiếc. Tuy nhiên là một số mặt hàng thì có nhiều đơn vị tính khác nhau. Trường hợp
mà bạn mua vào là mét nhưng mà bán ra khách hàng yêu cầu ghi là kg thì bạn phải làm một cái phụ lục quy đổi 1 mét ra bao nhiêu kg, và nhất định phải lập một bảng quy đổi đơn vị tính. Một số lượng thì phải căn cứ vào biên bản bàn giao để ghi đúng số lượng. Biên bản bàn giao thì ghi số lượng thực tế đã giao dịch giữa hai bên. Đơn giá thì là giá bán chưa bao gồm giá trị gia tăng. Đây là trường hợp đối với hóa đơn giá trị gia tăng. Còn đối với hóa đơn bán hàng thì chỗ đơn giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng rồi. Còn về phần thanh tiền thì nó sẽ bằng số lượng nhân với đơn giá. Một lưu ý nữa là nếu mà tên của hàng hóa dịch vụ quá dài thì các bạn được quyền là xuống dòng hoặc là tràn dòng, chứ không được quyền là viết lấn sang cái cột bên cạnh. Phần cộng tiền hàng sẽ bằng là tổng của cộng các khoản thành tiền, tổng thành tiền. Về thuế suất thì hiện nay là có 4 loại thuế suất: một là không chịu thuế này, 0% này, 5% và 10%. Thì đối với thuế suất là 0% là áp dụng đối với các mặt hàng xuất khẩu và các khu phi thuế quan hoặc là xuất khẩu chẳng hạn. Còn là mặt hàng 5% là nước sạch này, thuốc trừ sâu này, đồ chơi trẻ em này, sách các loại. Còn các mặt hàng không chịu thuế thì bao gồm ví dụ như là dạy học này, dạy nghề này, phần mềm này, dịch vụ tài chính ngân hàng này, sản phẩm trồng trọt vân vân. Cụ thể là các bạn tham khảo tại điều 4 của thông tư 219. Thì ở đây là chúng ta cần phải phân biệt giữa hóa đơn không chịu thuế và hóa đơn chịu thuế suất 0%. Chúng giống nhau là đều có tiền thuế bằng không, tức là đều không phải nộp thuế. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ, trước hết là mặt hàng 0% thì nó khuyến khích người kinh doanh xuất khẩu, vì là hiện nay là kinh tế Việt Nam đang trong trạng thái là nhập siêu, và đóng thuế 0% là khuyến khích người nhà kinh doanh xuất khẩu. Còn mặt hàng không chịu thuế là để khuyến khích người tiêu dùng. Tiếp theo là sự khác nhau khi mà nhập hóa đơn. Đối với mặt hàng chịu thuế suất 0% thì tại mục thuế suất chúng ta ghi 0%, còn tại dòng tiền thuế chúng ta ghi là 0. Còn đối với dòng không chịu thuế thì tại dòng thuế suất chúng ta phải gạch chéo, và tại dòng tiền thuế thì chúng ta cũng gạch chéo. Một điểm khác biệt nữa đó là mặt hàng chịu thuế suất 0% là được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, còn mặt hàng không chịu thuế thì không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đối với mục người mua hàng ký và ghi rõ họ tên thì ta chia ra các trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là trên dòng người mua hàng là ai thì bên dưới phải ký và ghi rõ họ tên của người ý. Nếu bên trên ghi là bán hàng qua điện thoại thì bên dưới chỗ ký và ghi rõ họ tên cũng ghi là bán hàng qua điện thoại. Trong doanh nghiệp nếu có dấu bán hàng qua điện thoại thì đóng dấu vào đấy. Tuy nhiên là trường hợp mà người mua không lấy hóa đơn thì chỗ phần ghi ký và ghi rõ họ tên thì chúng ta để trống, không được ghi cái gì vào đấy. Tiếp theo là phần người bán hàng ký và ghi rõ họ tên. Thì ai là người bán sản phẩm này thì sẽ ký vào đấy và nhớ ghi rõ họ tên. Tiếp theo đến mục thủ trưởng đơn vị ký và ghi rõ họ tên. Thì chỉ có những người là đại diện theo pháp luật trên giấy phép kinh doanh mới được ký vào đấy. Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi vắng thì người được ủy quyền sẽ được quyền ký vào đây. Sau đó thì là người nộp hóa đơn sẽ đóng dấu treo ở bên góc bên tay trái của hóa đơn này, trên đầu tay góc tay trái. Mẫu giấy ủy quyền thì trong nội dung ghi rõ người được ủy quyền là bên A, người nhận ủy quyền là bên B, ghi chức vụ của hai bên nữa. Trong đó điều 1 ghi rõ phân công và ủy quyền như sau. Nội dung điều 1 là ghi rõ quyền hạn của người được ủy quyền. Ví dụ là chỉ được ký trên hóa đơn chẳng hạn, hoặc là chỉ được ký trên các loại giấy hoặc các cái chứng từ khác. Nó thể hiện rõ quyền hạn của người được nhận ủy quyền. Và điều 2 nội dung là ghi rõ thời hạn được ủy quyền. Ngoại lệ là trường hợp hết hạn ủy quyền
mà rơi vào tình trạng bất khả kháng. Ví dụ người ủy quyền mà rơi vào không mất bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người nhận ủy quyền vẫn được quyền ký vào các chứng từ hóa đơn theo như giấy ủy quyền được quy định tại điều 1 của giấy ủy quyền. Chứng từ ủy quyền, giấy chứng nhận ủy quyền này là giấy nội bộ của doanh nghiệp, không cần phải đăng ký với cơ quan thuế hay là với nhà nước, với cơ quan nhà nước. Chú ý là thời điểm viết hóa đơn hay lập hóa đơn là thời điểm mà bàn giao hàng hóa. Cụ thể là tại thời điểm mà doanh nghiệp bàn giao quyền sở hữu cho người mua hàng thì thời điểm đó là thời điểm doanh nghiệp phải xuất hóa đơn rồi. Và ngày ghi trên hóa đơn là ngày bàn giao hàng hóa.